cái này cái nu của công nhé. Ủa lộn, bán nu của công rất bị lậm luôn mấy bạn ơi. Lô này lô sâm hương, cái này bự 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 luôn nè, cái này tàng đa bự lắm nha mà. Cái này có dán cái bài rồi, nói chung hôm nay mình lựa một số cây. Cây này nở cũ đẹp, con này nhìn nó quá chiêu lắm. Không cây nè, đó hồi xưa mình tán ngang cái ngọn nè, nhớ ra là cái đàn đa. Cái này vậy, cái bầu đồ nó hơi nghiêng rồi nha các bạn, nói chung nó hơi nghiêng. Cái này cái cũ nè. Để chai nước vô. 4 cây mình bán 250 bao ship mấy bạn, cây còn mấy chục ngàn nữa. Cây này là mình lựa ra, mình sổ đế ra cho mấy bạn coi thử nè. Cây châm bầu nè, đẹp lắm. 4 cây 250 bao ship mấy bạn, nếu mà trừ tiền ship ra cây còn mấy chục ngàn à. Trừ tiền ship với tiền thùng shop 30, phí khoảng 35 nữa, 35 40 nữa 70, còn lại là 180 mà chia cho 4 thì khoảng 60 ngàn. Ủa không, trời ơi, thầy có 4 mấy ngàn cũng được, thôi cãi. 250 bao xíu mấy bạn, bán chơi vậy tí cho anh em mua chơi vậy tí. Những cái cây này mà hồi xưa là mình cũng làm công phu nha, mình vô sọt trồng vô sợi dừa mà rễ nó sổ sổ xuống, mấy cái này về tỉa xuống ngàn chầm rồi. Những cái này bán cây mùa Covid, nói chung ngày nào mình cũng đăng bán mà, ráng ráng bán chứ giai đoạn khó khăn thì nói chung là anh em ai cũng khó khăn hết, mình ráng ráng mình bán. Một phần là với lại bán cây là nó thành cái thói quen của mình rồi mấy bạn, mình không thể nào mình bỏ được. Ngày nào mình cũng đăng bán là nói chung tạo cái thói quen cho mình nhiều năm nay rồi. Nhiều năm nay rồi. Nên mình nếu mà mình không bán mình thấy nó cảm giác nó buồn buồn. Sâm hương nha bạn, đăng một vài clip cho anh em nào coi chơi cũng được. Anh em nào coi chơi và anh em nào thích thì mua mình.